Hello, xin chào quý anh chị và bạn quay trở lại với kênh của Trương nha. Bên em mới về chiếc Chevrolet Cruze này. Xe vừa về, chưa kịp dọn rửa mà anh Hoàng đến anh cũng đã chốt cọc rồi. Nhưng mà anh nhờ bên em hỗ trợ để đi test hãng cho vợ anh an tâm hơn. Thì bây giờ em sẽ đi test hãng xe và anh chị đồng hành với em xem thử quá trình test hãng nó như thế nào ha. Ok, let's go. Đường Sài Gòn dạo này rất đẹp chị, đi rất là sướng. Vừa chạy ra một chút xíu đã bị lủng bánh xe rồi. Đó, quay quay một chút xíu thôi, tiếp tục hành trình thôi. Đây là cầu Sài Gòn ha, chạy rất là đã và kẹt xe rất là nhiều. Đó, và cũng có rất là nhiều cảnh đẹp. Đó, đây là đại lộ Đông Tây, là Phan Chí Thọ. Và đây cũng đã đến nơi test, đây là Endica ha, gần nhà của anh Hoàng. Ảnh thích test ở đây, ảnh đã đặt lịch sẵn rồi. Bên mình chỉ cần đến và chạy vào là test thôi. Anh chị theo dõi chương cũng biết rồi, đây là công ty ngày xưa bên em gắn bó cũng thời gian rất là lâu. À, rất là nhiều kỷ niệm ở nơi này. Công viên rất là rộng và rất là đẹp ha, làm việc cũng rất là chuyên nghiệp. Đây là xưởng dịch vụ này, rất là to bự, cho xe chạy vào cầu thôi. Anh kỹ thuật viên rất là nhanh nhẹn. Có đèn ảnh soi rất là tỉ mỉ luôn chị, từng keo chỉ, từng hốc hách máy móc, coi có xì xọt gì hay không, kiểm tra coi có đông đụng gì hay không, cực kỳ kỹ luôn, kiểm tra từng chi tiết một đó, từng khu vực của bánh xe nữa hết. Rất là kỹ đúng không ha? Cực kỳ kỹ luôn, từng hốc bánh xe. Sau khi kiểm tra xong rồi anh nâng cầu lên, kiểm tra xem có xì xọt gì hay không. Đó, anh khách chụp hình check-in. Kiểm tra đáp vỏ, coi đĩa rồi, kiểm tra rất kỹ luôn chị. Đó, sau khi kiểm tra xong thì anh hạ cầu xuống và cắm máy vào test coi có lỗi gì động cơ hay không, và chạy test thử lần cuối xem thì có lỗi vặt gì hay không. Rồi sau khi test xong thì anh khách rất là hài lòng khi mà nghe được anh kỹ thuật viên nói xe rất là chuẩn chỉ, đạt chuẩn và rất là đẹp. Đó, và anh cũng chuyển full tiền cho Trương luôn, 373 triệu ha. Và anh đã đặt cọc 20 triệu rồi và em có hỗ trợ bớt cho anh 3 triệu cho nó vui vẻ. Đó, anh khách rất là vui vẻ khi mua được chiếc xe rất là chất lượng, và ảnh là người nhanh tay mới mua được con xe này chị. Xe 2016 mới chỉ chạy chuẩn có 38.000 km thôi và bố vỏ theo xe Seiko chưa lăn luôn. Đó, xe bên em thì bán ra kem cách chất lượng tuyệt đối ha, anh chị xem test thoải mái. Rồi, cảm ơn anh chị xem video nha, bye bye.